Thế là trận thứ hai trận giữa Tiến Đà Lạt Việt Anh thì anh vừa đã thắng Ken Tam 3-1. Không đều, Việt Anh nhau. Một không. Không hai. Hai đường. Ba hai. Hai bốn. Ba bốn. Này đánh D đánh cho đội nào? Thằng nào nó đánh nó mới vào. Bốn đều. Năm đều. Sáu đều. Bảy đều. Bảy tám. Tám đều. Tám chín. Chín đều. Hai này nó đều, từ một đều đến chín đều luôn. Cái đầu óc ghê luôn. Ừ. Mà nó biết cái gì quýnh gì không quýnh. Ừ. Hay quá. Đúng như nãy mình tiến tới đúng được mấy cái phải. Chín người. Mười đều. Một đều giữa thêm mười đều. Đã về đều đều không ạ? Mười, mười một. Một đều. Một hai. Hai đều.
32. Đi chết. Chiến thắng xe đầu. Đi 42. Bị cái gai nó sụi, nó cũng lạ bằng một không. Một đều. Một hai. Hai ba.
ba đều. Trận đấu rất hay.